trương nó đầy, còn đây là cái ngoại trang. Đồ. Rồng nè, thú nè, rồng nè, mấy con này nó xấu, mấy con này không có lấp la lấp lánh như mấy con kia. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con mu. Con này là heo mình test là mình thấy nó gọi là bản mới luôn á. Mới nhất hiện nay mình chơi á. Thì tạo tài khoản cũng như những con khác thôi ha. Đây, cái email thì mình bấm như vậy. Không cần phải nhập email chính xác nha. Chơi là chọn server mới nha các bạn, server mới là server 10 nha. Đầu tiên vô mình chọn một cái lát nhân vật nào đi. Hôm nay mình chọn con này đi ha. Chủ yếu là cho nó lên VIP, tức là ông cho nó lên trùng sinh thôi, chuyển sinh đặng mình chơi con nhân vật khác thôi. Rồi bây giờ mình chuyển sinh là mình qua con khác luôn ha. Hôm nay mình không có tinh thần để mình chơi cái con cung này, mệt lắm. Đầu vô là nó cho chúng ta là chuyển sinh chính luôn nha các bạn. Đó. Rồi, thoát nhân vật đó ha. Cho gì cũng kệ nó đi, đừng có quan tâm tới. Mình chỉ lấy kim cương với trùng sinh thôi. Đây, thoát nhân vật ha. Rồi, bây giờ chúng ta có thể tạo được kiếm sĩ hoặc là triệu hồi sư rồi ha. Mình tạo con kiếm sĩ. Chọn ma pháp luôn đi. Bây giờ chúng ta vào để mình mở nhạc lên chứ. Đó, vô là có ao tròn là đẹp phải không? Đừng có ăn mấy cái này vội nha các bạn, ăn là nó lắc đó. Cứ để từ từ đi. Mình chỉ ăn những thứ cần thiết nè. Đó, full bộ đồ nè. Rồi, cái kim cương mở mát cái này trước ha, đừng có cho nó lên 1 tỷ, tại vì đầu game là nó cho chúng ta là 500 triệu rồi, mà các bạn chơi hai con là nó cho là khoảng nói chung là nhiều lắm á. Đó, gần 1 tỷ rồi nè. VIP dùng luôn. Cái này là ăn xong là mát nhiệm vụ nha các bạn.
Đó, vào cái cánh là mát rồi ha, cấp đầy rồi nè. Không có chạy nhiệm vụ chi cho mệt. Rồi cái này thì dẹp qua ha. Con này là rương thú cưỡi. Ngẫu nhiên nhận được mời thú cưỡi mời dòng VIP. Cứ từ từ nha các bạn. Sắp xếp nó lại. Nãy quên ha, quên chạy nhiệm vụ khúc đầu ha. Để được mấy cái vật phẩm nè. Rồi sai rồi, tào lao rồi. Thiếu đồ nè không? Bậy rồi. Thoát ra. Các bạn nhớ nha, chạy nhiệm vụ cho nó trước nha. Con này thì xóa đi. Mà thôi để luôn đi. Rồi hiếu mất chữ A, đậu xanh. Nó không có tiếng gì hết rồi ta. Từ từ hãy ăn uống gì nha các bạn. Đừng có đụng bất cứ thứ gì của nó hết á. Nè thấy không, có mấy con hú cửa đẹp không? Đó, các bạn cứ chạy nhiệm vụ chính tuyến chút là nó sẽ được nhiều thứ nha. Đừng có đụng gì hết á. Nè, đây là có con rồng nè, mà đừng có đụng tới luôn. Kinh nghiệm từ bản thân rút ra. Đó nè, đồ nữa nè, thấy không? Thì cứ đừng có đụng gì hết á. Kim cương thì mênh mông ha. Dục rớt ở ngoài bãi tùm lum hết á. Ra đó mà lụm. Đó nè thấy không các bạn ha. Đồ nhóc luôn nè. Các bạn phải coi hết clip nha. Bật tiếng lên để nghe mình nói nha các bạn. Bạn tắt tiếng là cũng như không luôn, bỏ luôn, phế luôn. Các bạn chạy chừng nào mà thấy hết đồ ngon rồi thì chúng ta hãy ăn nha. Đó thấy chưa, được đồ nữa nè. Cái viên kia là ăn xong là không có được chạy nhiệm vụ què đẻ gì hết á. Đồ mấy con quái này cũng nay đẹp hơn nè. Hồi đó là mấy con bò. Còn gì không ta? Sao thấy nó hết rồi? Sao mở nhạc gì mà không nghe tiếng gì hết rồi trời. Đó, được nữa nè. Chuyển sinh ha, chuyển sinh cho nó mát luôn ha. Từ từ nha các bạn. Bình tĩnh, tất cả cứ bình tĩnh. Cái con què vậy đây. Hình như là hết đồ ngon rồi đó. Để một cái nữa coi. Một cái nữa mà hết là chúng ta nghỉ. Cái nữa đi. Má sao thấy nó vẫn hơi sai chỗ nào.
Gì đi ra ngoài luôn hả? Đi đâu ngoài đó trời? Rồi hết ha. Bây giờ ăn cái khu nhiệm vụ nằm đâu? Đây. Những thứ mà chúng ta cần thì đã có rồi ha. Bây giờ còn lại là không quan tâm. Đây phù 20 ha. Ăn luôn cái này coi nó có bị hư không. Rồi 1 tỷ rưỡi ha. Cánh thì 20 cộng 10 ha. Ở đây thì Acep nhân 100 nè. À, dùng VIP nè. Dùng cái bảng này nè. Để mình ăn xong cái này rồi mình vào shop cho các bạn coi ha. Shop thật ra trong đó cũng không có gì hết á. Shop vô là các bạn bất ngờ luôn chứ. Này là con hú cưỡi nè các bạn. Nó được 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng, 8 vòng, 9 vòng, 10 vòng, 10 vòng xanh ha. And Hugo cửa đà điểu. Nó lên thần nè các bạn. Lên được có chút xíu à. Đi đâu ta? Đâu vậy? Á đụ. Đừng nói chạy qua cái nhiệm vụ bên kia nha. Chắc nó đang chạy qua cái map bên kia. Đúng rồi, nó đang chạy qua cái map bên kia. Kệ nó đi, đừng quan tâm tới nó. Đây là Acep nhân 200 ha. Đây là danh hiệu. Đây, để mình hứa là mình sẽ vào vào cho các bạn xem. Vậy. À, đây shop nè. Đó. Shop một kim cương hết ha. Ad rất là chu đáo, phi là phi tất cả ha. Đó, đó. Game này mình thấy là chỉ có một thứ là khó kiếm đó là kinh nghiệm. Như cái bản trước vừa mới trước đó mình có hướng dẫn các bạn đó là cái bản đó là cái viên nhân kinh nghiệm đó là nhân cho 2.000 đó, còn cái này là nhân có 50 là chỗ mua, còn ở trong cái ấy là mình chưa ăn cái mã code nữa chứ, hồi nãy giờ nhiều quá. Đây là cái danh hiệu nè, nãy giờ nhiều quá mình chưa có ăn cái mã code nữa. Á đủ vải đá. Đấy, một cái đề bánh trung thu nè. Đại sứ Olympic nè. Gì vậy? Đâu, đâu. Kinh nghiệm nè. Đâu, ngon vậy? Á đồ. Tính là chạy nhiệm vụ là cũng ngon đó các bạn. Thổi bằng cái đi trend. Đây dùng thời trang hú cưỡi đó mang vào, này là thời trang thôi nha các bạn. Đây là mấy con hú cưỡi nè, dùng cái đại sứ Olympic nè. Ồ nhìn nó xấu quá. Dùng cái bánh trung thu đi. Còn cái này thì dùng gì có ít gì trời. Có 100 cái ăn cám hay làm gì.
Gì vậy? Gì vậy? Cá đù vậy mà ăn không hết nữa ta. Gì tào lao vậy? Chuyển sinh chín mà ăn được không được 100 cái. Ôi thôi. Mày mở ra thì được dùng luôn đi. Được một cái khiên vậy thôi đó hả? Thôi đậu phòng. Auto, auto. Thiết lập không nhặt. Không nhặt hết. 1 tỷ rưỡi rồi còn nhặt nhiếc què gì nữa. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn chỗ để nhập mã code nha. Đâu, mặc được luôn rồi nè. Ngon lành, full luôn còn cắt gì nữa. Đù, con này cũng được nè. Để hai cho con này. Các bạn cứ bình tĩnh ha. Xài hết mấy cái này đi. Mà cái cánh như shit. Không mang. Rồi tóm gọn mấy cái này lại ha. Bỏ bớt vô trong cái gì vậy? Vậy rồi, nằm đây nè. Tiếp. Bỏ nào vô nè, à bỏ mấy cái này vô nè. Bỏ này ra, bỏ này vô, vô. Rồi, bỏ này vô luôn chứ, hai khiên. Bỏ này vô luôn. Rồi còn nhiêu là để ngoài. Chỗ nhập mã code này ha. Đây, nhập mã code, nạp, bấm vào. Đây, chỗ nhập mã code ha, nó cho chúng ta là các bạn có 1 triệu xu nạp nè ha, để coi 1 triệu xu nạp này để làm què gì, rút kim cương 1 triệu, 1 triệu thì được 1 triệu trong này cũng như không, tào lao cho vậy lấy làm què gì. Rồi đây trick code gì nè, đó nhập vào đây ha, mã code thì mình để ở dưới, bây giờ mình nhập xong rồi ấy cho các bạn. Rồi sau khi mình ăn hết cái code thì bây giờ vào xem ha. Kim cương đồ rồi thì cũng có rồi, ASAP cũng có rồi, VIP cũng có rồi, bây giờ chúng ta chỉ có hiếu ngoại trang thôi. Đầu tiên chúng ta ghé qua cái phần thú cưỡi ha. Đây. Thú hủy trong túi còn mấy con nữa chưa có xài được. Dị rương nó đầy, còn đây là cái ngoại trang. Đù. Rồng nè, thú nè, rồng nè, mấy con này nó xấu, mấy con này không có lấp la lấp lánh như mấy con kia, có rùa nữa nè, khủng long, bò cạp, ngựa, mấy cái này là mấy thứ mấy con mà mấy bản trước có, còn cái bản này là mình thấy mới nhất là mấy con này nè, hai con này, cởi con này đi cho nó đẹp. Ủa, con này cũng không đẹp lắm. Thì ở đâu nữa ta? Đây, tủ thời trang, tủ thời trang thì quá trời luôn ha, khỏi bàn ha. Mênh mông ông địa luôn, đó. Bí ngô, đậu đỏ, vĩnh hằng, trường sinh, giáng sinh, bóng chày, thiên chúa nè. Nhiều bộ miền Tây nè, đó. Bộ dạ hội, gấu trúc nè.
nên lấy bộ gấu trúc hay bộ hải tặc ta? Để bộ hải tặc đi, nhìn cho ngầu. Đây là cánh nè ha, cánh là hỏi bàn quá trời luôn. Đâu, có cái mới luôn ha. Đeo con mèo ấy nên nè. Đồ, có nhiều cánh đẹp quá. Nhưng thấy cái cánh, thấy cái Lusubu á. Qua đổi cái vũ khí coi. Đứng yên coi quơ hoài. Thấy hai cây ba chỉa này cũng được nè. Cây này cũng được nè. Vũ khí thiên hà, vũ khí sơ sương hoa. Cây Giáng sinh thì biết rồi, mấy cây này thì chưa biết. Nữ hoàng, chúa tể. Để cây này đi. Còn dấu chân thì đem một nồi. Quá trời, không biết chọn thế nào hết. Mình sẽ làm một cái video review cái này sau. Chứ thấy là hơi bị mệt á. Núi lửa rồi gì đu rét gì ố lộn gì Darret gì tùm lum hết. Nó đi là hiện lên quả táo tào lao, đi là dưới chân hiện ra vũ trụ luôn. Đâu ên nữa nè. Kho báu nè. Đấy cái kho kim cương à, kim cương đi rồi quay lại cái cánh này, cánh một bên rồi, hai cái cánh này bị mất cái file rồi, không thấy thì như BD vậy trời, quá trời luôn, không biết chọn nào đấy. Mà cánh bụi hay cánh què chứ có thấy gì đâu. À gì cánh bụi xương thì thấy ghê quá. À, cánh chiếc nhẫn. Quá trời. Ủa cánh con mèo nãy đâu ta. Đây. Đeo này đi cho nó sốc. À, nhiệm vụ thì cứ chạy đi ha. Nó kêu đi giết nhện băng khổng lồ gì nè. Nhện nó nằm ở đâu? Thôi, video tới đây thôi. Chúc mình sẽ up cái clip review cái đây cái nhện băng nè. Review cái gì quên rồi ta. Mấy cái ngoại trang cho các bạn xem ha. Còn bây giờ thì clip quá dài rồi. Các bạn nhớ xem cho hết nha. Không xem cho hết là hư chỗ nào mình không có chịu trách nhiệm đâu á. Các bạn tạo lỗi ặc chỗ đó đó nha. Bye bye, chào tạm biệt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.